Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung. Tính lễ nghĩa liêm sĩ la luân thấy vàng không tham. La Luân tên là Di Chính, người Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây, đời nhà Minh. La Luân từ nhỏ tuy gia cảnh nghèo khó nhưng rất hiếu học. Tuổi còn nhỏ mà đã hiểu đạo, hiếu để nhân nghĩa, sau này trở thành tú tài, càng lập chí học theo thánh hiền. La Luân là người nghiêm khắc với bản thân, xem thường công danh phú quý, phàm điều gì đạo nghĩa đều nhất quyết làm cho bằng được. Cả một đời làm biết bao nhiêu việc thiện. Ây da, trái cây nhiều chưa nè? La Luân à, cậu đứng đó làm gì vậy? Cậu không mau qua đây cùng nhặt ăn đi. Đúng rồi, trái cây này ngon lắm, cậu không muốn ăn sao? Tôi cũng muốn ăn, nhưng mà chưa được sự cho phép của chủ vườn, làm sao tự tiện nhặt ăn được chứ? Mấy quả này đều từ rớt xuống, chúng ta đâu có hái từ trên cây đâu, sợ gì chứ? Rơi xuống đất thì cũng là từ trên cây của người khác trồng. Mình nghe nói qua ruộng dưa không cột dày, dưới cây mận không sửa mũ, các cậu làm như vậy là không đúng đâu. Đâu có ai nhìn thấy, cậu ăn thử xem nào. Tớ không ăn, không ai nhìn thấy thì càng không nên làm như vậy. Không sao đâu, nếm thử một quả đi mà. La Luân tuy xuất thân nghèo khó nhưng từ tấm bé đã bắt đầu bộc lộ tư chất đức hạnh bất phàm rồi. Để giúp gia đình duy trì cuộc sống, tiểu La Luân mỗi ngày còn đi lấy củi và chăn dê. Hay da, đói bụng quá. La Luân à, cậu có đói không? Hôm nay tớ có mang theo bánh bao cho cậu một cái nè. Mẹ cô tớ sáng hôm nay đã nướng bánh mẹ cho tớ, cậu ngửi xem thơm chưa nè, cậu ăn thử đi. Cảm ơn các cậu, tớ có đem theo đồ ăn. Ồ, La Luân, cậu nhìn xem trời đẹp quá, chúng ta qua đó chơi đi. Đúng rồi, chúng ta qua bên đó chơi đi. Tớ muốn đọc sách một chút. Cậu ấy không đi, tụi mình đi vậy. Được, đi thôi, để tớ với. Lẹ lên, để tớ với. Lẹ lên. Người ta không biết tới mình mà mình không giận, như thế chẳng phải là quân tử hay sao? Người không biết tới mình cũng không giận. Không giận, không giận là ý nghĩa gì? Không giận. Không đuổi kịp mình đâu, đuổi đi. La Luân, mau qua chơi đi. Cậu xem, bọn tớ chưa vui như vậy, cậu cũng qua chơi đi mà. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta. Thấy người thiện mà theo, thấy người sai mà sửa. Tiểu La Luân từ tiếng đọc sách sang sảng đó mà dần dần lớn lên. Năm thành hóa thứ hai thời nhà Minh, gặp kỳ thi hội, La Luân nhanh chóng lên kinh ứng thí. Thiếu gia, nhìn xem phía trước có dòng nước suối. Thiếu gia, nước suối ngọt lắm.
Thiếu gia, cậu có đói không? Ngươi nói như vậy chắc là trong bụng đã cảm thấy đói rồi phải không? Đã đi hết mấy mươi dặm đường rồi, ngay cả một chỗ dừng chân cũng không thấy đâu. Cứ đi tiếp xem sao, biết đâu phía trước sẽ có. Cậu xem, mấy dặm quanh đây đều không có người, xem ra chỉ có khoai lang có thể qua cơn đói thôi. Cũng được, chúng ta hãy đào dài củ khoai lang để lót dạ vậy. Dạ được, thế gia ở đây, đợi tôi. Cẩn thận đó, đừng có giẫm hư ruộng của người ta. Biết rồi thưa thứ gia. Thiếu gia, cậu xem, củ khoai này to chưa nè. Thiếu gia, cậu làm gì vậy? Chúng ta ăn khoai lang của người ta, phải gửi lại người ta tiền khoai chứ. Hay, chỉ là mấy củ khoai thôi mà, huống gì nơi này hoang vắng, không người, làm gì có ai nhìn thấy chứ. Lời này sai rồi, chẳng lẽ ngươi quên rằng người quân tử phải nghiêm cẩn lúc ở một mình sao? Ồ, trời không còn sớm nữa, chúng ta hãy nhanh chóng lên đường. Dạ thiếu gia. Tiết trời này. Thiếu gia ơi, đợi tôi với. À, thiếu gia, nhìn xem, có quán trà. Mời. Uống xong chưa nào? Vậy chúng ta tiếp tục lên đường nhé. Thiếu gia, chúng ta vừa mới ngồi xuống, hãy nghỉ một chút đi. Tôi sợ cậu mệt. Ta không mệt, chúng ta hãy tranh thủ lên đường. Hôm nay nhất định phải đi đến được dịch trạm kế tiếp. Vậy để tôi uống thêm một chén nữa vậy, tôi khát quá. Lão bà, xin hỏi gì sao bà khóc vậy? Tôi vốn định hái chút rau dại, nhưng mắt mũi kẹp nhẹp, chân cẳng không chịu nghe lời, không tìm thấy cọng rau nào cả. Vậy trong nhà bà không có con cái hay sao? Thiếu gia, chúng ta không quen thuộc người nào ở vùng này, giờ lại còn phải gấp rút lên đường, chúng ta đi mau. Bà có khó khăn gì ạ? Chồng tôi qua đời không được bao lâu, đứa con trai lên núi kiếm củi bị ngã trật chân, không có tiền đưa con đi chữa trị, trong nhà cũng không còn miếng gạo nào, tôi cũng không biết làm sao đây. Lão bà chỉ còn một người con trai này thôi sao? Tôi không có con gái, đứa con trai này cũng không phải là con ruột của tôi. Không phải là con ruột à? Vậy con trai ruột của bà ở đâu? Số của tôi khổ mệnh. Vào Tết Nguyên Tiêu 40 năm trước, tôi dắt con đi xem hoa đăng, nhưng mà nào ngờ. Lão bà hãy từ từ mà nói. Ai có ngờ, người hôm đó đông quá, con của tôi muốn ăn kẹo hồ lô. Tôi vừa trả tiền xong, quay lưng lại thì không nhìn thấy con của tôi nữa. Vậy bà đã tìm ra con trai chưa? Làm sao tìm ra được chứ? Sau khi về nhà, tôi bị chồng mắng chửi một trận, tự mình thấy xấu hổ nên đã bỏ nhà chồng mà đi. Hơn 20 năm qua, tôi hỏi thăm tin tức con trai khắp nơi. Sau này già cả rồi, xương cốt không còn mạnh nữa, bắt đầu xin ăn, lưu lạc đến nơi này. Có một ngày tôi đói quá, ngất luôn ở trên đường. Rất may có đứa con trai hiện nay cứu tôi tỉnh lại. Chính là người con bị thương của bà đó sao? Đúng vậy, nó cũng không nơi nương tựa nên nhận tôi làm mẹ nuôi. Vì trước đến giờ bà không có tin tức gì của người con trai ruột sao? Đã tìm kiếm hơn 40 năm rồi cậu ạ. Con trai của bà có đặc điểm gì để nhận dạng không? Giữa hai chân mày của con trai tôi có nốt ruồi đỏ. Người xem tướng còn nó là số mệnh lập quan. Ai có ngờ đâu, giờ đây tôi may mắn nhận được một đứa con đuôi thì lại bị chặt chân như vậy. Thiếu gia, đi thôi. Hãy
Con tưởng đây là lão bà. Số tiền này bà hãy cầm lấy mà trị bệnh cho con trai, rồi mua một ít thức ăn. Đợi con của bà chân khỏi rồi thì không việc gì nữa. Việc này không thể được. Thiếu gia, lão bà hãy cầm lấy đi. Chân của con trai bà không thể chậm trễ điều trị được. Thiếu gia, lộ phí của chúng ta không có nhiều đâu. Đừng nhiều lời. Lão bà làm gì vậy? Hãy mau đi, mời đại phu trị bệnh cho con trai đi. Công tử, ngài là đại ân nhân của chúng tôi, ông trời sẽ phù hộ cho cậu. Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Hôm nay chúng ta kiếm chỗ ở trước đã, có thể về ngày sau cũng không ở nổi trong dịch trạm đâu. Vì sao vậy? Lộ phí của chúng ta không đủ. Thiếu gia, ông trời không tuyệt đường chúng ta đâu. Người nói đúng, đại trượng phu không nên vì những chuyện nhỏ mà lo lắng trong lòng. Chúng ta đi lần này là lấy việc thi cử làm trọng, không nên vì những việc nhỏ như vậy mà ưu tư. Thiếu gia, cậu xem nè, có cái này rồi chúng ta trên đường không còn lo việc ăn ở nữa. Cái vòng vàng này người lấy ở đâu ra vậy? Cậu còn nhớ cách đây 5 ngày lúc chúng ta qua tỉnh Sơn Đông. Thiếu gia, đợi tôi với. Thiếu gia, tôi thấy cái vòng này dù sao cũng trị giá mười mấy lạng bạc, dùng nó làm lộ phí của chúng ta còn dư nhiều là khác, có phải vậy không thiếu gia? Nhặt vàng cất làm của riêng, đó gọi là tham lam. Người cười quỷ oán, người thân xấu hổ, sao người có thể làm như vậy chứ? Chẳng lẽ người đã quên đi đạo lý làm người mà các vị thánh triết thời xưa đã dạy lúc thường ngày theo ta đọc sách rồi sao? Hai người chúng ta phải mau chóng quay về Sơn Đông, tìm người bị mất cái vòng vàng này trong nhà đó mà trả lại cho người ta. Như vậy mới chuộc được cái tội nhặt của rơi không trả lại. Thiếu gia, việc này không được đâu. Biết sai không chịu sửa. Người thiếu gia, tôi biết lỗi rồi, nhưng mà cậu hãy xem thời gian đi. Chúng ta quay về Sơn Đông rồi quay trở lại kinh thành ứng thí. Đường xá xa xôi, đi tới lui như vậy chỉ sợ ảnh hưởng xấu đến việc thi cử thiếu gia. Sao có thể làm chuyện tốn công vô ích như vậy chứ? Cái vòng vàng này chắc là do cô A Hoàng nhà đó không cẩn thận mà làm mất. Nếu như chúng ta không nhanh chóng trả lại, ngộ nhỡ chủ nhân tra khảo thì có phải là người ta vì vậy mà bị trách tội không? Nhẹ thì đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường. Nặng thì báo quan, cho vào ngục. Nếu như cô A Hoàng đó không được xét xử thẩm vấn mà chết ở trong ngục, liên lụy đến mạng người. Đây là do lỗi của ai gây ra đây? Ta thà là không tham gia thi hội, nhưng cũng không thể vì lỗi của chúng ta mà khiến người khác hàm oan chịu tội, chết không minh bạch. Thiếu gia, tôi biết lỗi rồi. Từ đây về sau tôi nhất định sẽ trừ bỏ tâm tham, làm lại từ đầu, tuyệt không cô phụ tấm lòng khổ cực của thiếu gia. Tốt, giờ chúng ta hãy nhanh chóng lên đường. La Luân và Thư Đồng chạy đua cùng Tuế Nguyệt, không này mưa gió, ngày đêm bôn ba trở về Sơn Đông. Nói năng hồ đồ, không lẽ chiếc vòng vàng đó tự mọc cánh mà bay đi nơi khác sao? Lão gia, ngươi đừng trách phu nhân nữa, đều là do con không tốt. Vậy ngươi nói đi, chiếc vòng đó rốt cuộc ở đâu? Con thực sự không biết. Ngươi vốn biết cái vòng vàng đó là báo vật gia truyền ba đời của nhà chúng ta, sao có thể nói không thấy là không thấy được hả? Lão gia, thiếp biết đó là báo vật gia truyền, nhưng không biết tại sao lại làm mất. Vật quý báu như vậy rơi vào tay các ngươi, ngay cả tại sao làm mất cũng không biết. Nàng hãy còn mặt mũi ở đây khóc lóc sao? Thiếp biết lỗi rồi. Biết lỗi thì ít gì chứ, ta làm sao biết được nàng có đem cái vòng đó lén đi tặng người khác hay không chứ. Nàng thật là không biết cách lo việc nhà mà. Lão gia, thiếp không có. Lão gia, lỡ điều do con, xin ngài đừng trách phu nhân nữa. Ngươi còn dám nói lời này sao? Ta lập tức đưa ngươi đến nha môn nhờ quan phủ xét xử, trị tội trộm cắp của ngươi. Lão gia, xin đừng. Tiểu Lan từ nhỏ đến nhà chúng ta, tình cảm như người một nhà, sao có thể làm như vậy chứ? Thiếu gia, chính là nhà này. Đến đây tìm ai vậy? Chúng tôi tìm chủ nhà. À?
nàng còn nói giúp nó nữa. Nhìn bộ dạng của hai người các ngươi thì ta đã biết các người thông đồng với nhau. Nếu như không mau mau nói ra sự thật, ta sẽ đuổi một người ra khỏi nhà, còn người kia thì tống vào đại lao. Lão gia xin đừng. Thưa lão gia, có người xin gặp. Còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau lui ra đi. Dạ. Tiểu sinh bái kiến trang chủ. Ngươi có việc gì sao? Tiên sinh, xin hỏi có phải trong nhà ngài đã mất vật gì không? Đúng vậy, mất một chiếc vòng vàng. Ngươi sao biết được chứ? Tại hạ là La Luân, đến đây chính là để trả lại vòng vàng. Cái gì? Thứ ngài mất có phải là chiếc vòng vàng này không? Tiên sinh, xin xem thử. Ồ, tại vì sao lại ở chỗ của ngươi? Việc này là thế nào vậy? Nói ra thật xấu hổ. Vì ngày trước đây tôi và Thư Đồng có đi qua trước cửa nhà ngài. Thư Đồng nhặt được chiếc vòng vàng này, vốn định giấu làm của riêng, mà cho đến 3 ngày trước đây mới nói ra chuyện này. Tôi vội vàng cùng hắn quay trở lại đây. Tiểu nhân nhất thời khởi niệm tham lam, không nên nhặt chiếc vòng vàng đó giữ làm của riêng, mong người tha thứ. Đều do tôi không biết dạy dỗ. Giờ xin trả về chủ cũ. Cái tội trả vòng chậm trễ, xin ngài lượng thứ. Việc này La công tử, người. Được rồi, vòng trả lại là tốt rồi. Mà kêu anh ta đứng dậy đi. Kêu anh ta đứng lên đi. Một đứng lên, còn không tạ ơn trang chủ đi. Xin cảm ơn ngài đã không trách mắng ạ. Anh muốn cảm ơn, hãy cảm ơn công tử nhà anh mới đúng. Sự thanh liêm chánh trực của anh ấy đã cứu cả nhà chúng tôi. Mau, mau đi kêu phu nhân đến đây. Nói gì nào, đã tìm thấy chiếc vòng rồi. Và lão gia. Phu nhân ơi. Phu nhân, sao người lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nếu như người đi rồi, Tiểu Lan làm sao mà sống đây? Tiểu Lan, điều giữa ta không tốt, không thể bảo vệ cho con, còn tạo tội oan ức cho con nữa. Ta còn có mặt mũi nào nhìn người khác nữa chứ? Phu nhân đã tìm thấy chiếc vòng rồi. Hả? Thật không? Thật à? Có người mang đến trả rồi, phu nhân. Ồ. Phu nhân, tốt quá rồi. Ân nhân, hãy mau đứng dậy. La công tử, cậu là ân nhân của gia đình chúng tôi. Nếu không có sự thanh liêm nhân nghĩa của cậu, ta đã trút giận lên hai người vô tội này rồi. Sao cùng nhà ta người mất? Ây xa, xin nhận một lễ này của ta, xin cảm ơn người. Xin đừng nói như vậy. Là tôi ngày thường giáo huấn không nghiêm, nên Thư Đồng mới phạm phải cái tội cất giấu của riêng. Trong sự trách phạt này, tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ây xa, đâu có. Con trai của bà có đặc điểm gì để nhận dạng? Giữa hai chân mày của con trai tôi có nốt ruồi đỏ. Thưa Nhân Quỳnh, có câu này tôi không biết nên có hỏi ra hay không? Xin cứ nói đừng ngại. Trên đường đi tôi gặp một bà lão, bà từng có một đứa con trai hơn 40 năm trước đã bị thất lạc. Bà ấy đói giữa hai chân mày của con trai bà có nốt ruồi đỏ. Công tử, còn không những đã cứu lấy tính mạng của phu nhân và A Hoàng nhà tôi, còn giúp tôi tìm lại mẫu thân đã thất lạc hơn 40 năm qua. Đại ân đại đức này cả đời này cũng không thể nào báo đáp được. Tôi mai này có chuẩn bị hành trang đi đón mẫu thân và người anh em ân nhân ấy về nhà. Chút lòng thành này xin người hãy nhận lấy. Nhân huynh, không cần làm gì. Đây là đạo làm người, không cần tạ lễ. Tại hạ còn phải lên đường, xin cáo biệt ở nơi đây. Hy vọng huynh đài và phu nhân trân trọng lẫn nhau. Sau đó La Luân tức tốc lên đường thi hội, đã đậu được Trạng Uyên. Liêm là tiết tháo của đức hạnh, người quân tử nhân từ ác sẽ được phúc báo. La Luân thấy vàng không tham, tâm địa nhân từ, cảm nhận nỗi lo của người mất của, niệm niệm đều xuất phát từ lòng chí thành. Vì thế La Luân mới có thể siêu dược trong thiên hạ. Phong thái thanh liêm không sang tham của anh cũng vì đó mà lưu truyền thiên cổ. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email:
vòng tay cư sĩ amok@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Nam.